Thưa quý vị, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, giải quyết án hình sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là căn cứ xác định có hay không dấu hiệu tội phạm và quyết định việc khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Nhận thức được ý nghĩa đó, thời gian qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã có sự phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát, Tòa án và Liên ngành của quận theo quy chế số 01 để kịp thời phân loại, xử lý tội phạm đúng quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Theo số liệu thống kê từ năm 2020 đến 2023, các đơn vị thành viên liên ngành quy chế 01 quận Liên Chiểu đã tiếp nhận thụ lý tổng cộng 829 nguồn tin các loại. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát quận trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn, kiểm tra hướng dẫn công an các phường, đồn công an công tác tiếp nhận, xử lý thông tin tội phạm giai đoạn ban đầu. Chính nhờ sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ đó thì giúp cho công an quận nói chung và lực lượng công an điều tra chủ động hơn, triển khai thực hiện các cái phương án kế hoạch hiệu quả hơn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan ngành tố tụng của Liên Chiểu trong việc giải quyết vụ án hình sự được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên trao đổi quan điểm giữa các cơ quan về áp dụng pháp luật đối với những vụ án khó khăn trong việc định tội danh. Nhờ đó, công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn Liên Chiểu được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Cái được nhất đó là cái tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ, phối kết hợp giữa các đơn vị thành viên nó được nâng lên đáng kể. Cái nó thể hiện qua việc là các vụ việc có khó khăn vướng mắc thì các cơ quan tiến hành tố tụng đã chủ động phối hợp họp bàn để cùng tháo gỡ trên cái quan điểm chung là làm sao đó để xử lý vụ việc nó đúng theo quy định của pháp luật. Qua 3 năm triển khai quy chế phối hợp, các cơ quan liên ngành của quận Liên Chiểu đã tổ chức rút kinh nghiệm, thảo luận và thống nhất những biện pháp xử lý để việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, giải quyết án hình sự được nâng cao hơn về chất lượng. Từ kết quả thực tế này đã giúp quận ủy, ủy ban nhân dân quận có những quyết sách và quan điểm chỉ đạo đúng đắn trong xây dựng và phát triển địa phương an toàn, ổn định. Trong thời gian tới thì tôi đề nghị nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cái thành viên trong lực lượng, cũng như là cái việc mà tăng cường cũng như là phát huy những cái kết quả tích cực đã đạt được, cũng như khắc phục những cái tồn tại hạn chế để từ đó đề ra những cái giải pháp hữu hiệu để làm tốt hơn nữa cái việc mà tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Để quy chế 01 của liên ngành của Liên Chiểu tiếp tục duy trì được những kết quả tích cực, đòi hỏi mỗi đơn vị cần phát huy tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp liên tục để hướng đến sự an ninh, an toàn của địa phương trong tương lai.